khi U23 Việt Nam vẫn chưa có sự hiện diện của các gương mặt nổi bật thuộc lứa U20, những cầu thủ trẻ 17 đến 18 tuổi đã biết cách tận dụng cơ hội để ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trước trận giao hữu gặp U21 Hà Nội vào chiều 5 tháng 8, U23 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 17 cầu thủ, danh sách triệu tập là 27 cái tên. Trong đó, những cầu thủ nổi bật của lứa U20 lực lượng được xem là nòng cốt của U23 Việt Nam do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt vẫn chưa góp mặt. Những cầu thủ đã thể hiện được khả năng như Quất Văn Khang, câu lạc bộ Viettel, Nguyễn Văn Trường, câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai, Đinh Xuân Tiến, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể hội quân vì bận phục vụ cho câu lạc bộ chủ quản thi đấu tại V-League. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, trận đấu giao hữu với U21 Hà Nội sẽ là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng hiện có trong tay, với đa phần là những cầu thủ trẻ, gương mặt mới. Khi U23 Việt Nam vẫn chưa có sự hiện diện của những gương mặt nổi bật thuộc lứa U20, các cầu thủ, em út của đội đã biết cách tận dụng cơ hội để tạo ra dấu ấn. Trước những tiền đạo lớn tuổi, giàu kinh nghiệm hơn như Vũ Minh Hiếu, 21 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, đang chơi bóng ở Hàn Quốc cho Chunan City, Nguyễn Anh Tuấn, câu lạc bộ Hòa Bình, 22 tuổi, những đàn em như Nguyễn Đăng Dương, Lê Đình Long Vũ vẫn thể hiện được bản lĩnh, khả năng chuyên môn của mình. Nguyễn Đăng Dương là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu với pha dứt điểm kỹ thuật từ một tình huống tấn công trung lộ. Sau đó, Lê Đình Long Vũ thoát xuống tốc độ để đối mặt thủ môn đội bạn và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam trước U21 Hà Nội. Nguyễn Đăng Dương sinh năm 2005, là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Viettel. Tiền vệ 18 tuổi là gương mặt không quá xa lạ với những người thường xuyên theo dõi bóng đá trẻ. Anh là nhân tố nổi bật của đội U19 Viettel thi đấu tại giải U19 quốc gia. Đăng Dương có thể hình cao ráo, thường đá dạt biên phải, có kỹ thuật tốt và mạnh trong các pha dê dắt rồi dứt điểm. Ở giải U19 quốc tế 2022, tổ chức ở Bình Dương, Đăng Dương cũng nằm trong đội hình U19 Việt Nam giành chức vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Trong khi đó, Lê Đình Long Vũ sinh năm 2006 là cầu thủ tiềm năng của lứa U17. Chân sút 17 tuổi này nằm trong danh sách U17 Việt Nam đi tập huấn ở Đức rồi dự vòng chung kết U17 châu Á 2023, đều dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chính vì vậy, tiền đạo trẻ tuổi này không mất nhiều thời gian để thích nghi với giáo án tập luyện cũng như chiến thuật của vị huấn luyện viên người Khánh Hòa. Tại vòng chung kết U17 châu Á 2023 ở Thái Lan hồi tháng 6, Long Vũ từng gây ấn tượng mạnh với pha đi bóng khéo léo và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái vào lưới U17 Ấn Độ. Siêu phẩm của tiền đạo 17 tuổi này còn nằm trong top 10 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U17 châu Á 2023 do AFC bình chọn. Nguyễn Đăng Dương và Lê Đình Long Vũ đều là những cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng họ đã cho thấy tiềm năng phát triển của mình. Bên cạnh đó, trong tay của ông Hoàng Anh Tuấn hiện tại cũng có nhiều cầu thủ trẻ khác thuộc lứa tuổi 17, 18 đã sẵn sàng thể hiện khả năng như tiền đạo Hoàng Minh Tiến, trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai, Thái Bá Đạt, PVF, tiền vệ Nguyễn Công Phương, câu lạc bộ Viettel, đều từng đi tập huấn ở Đức. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu với U21 Hà Nội vào ngày 10 tháng 8. Theo kế hoạch, đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023.